hiểu bà giáo dục ông Quân ra kiểu gì. Mà hồi xưa nhá, đã đần thì chớ, bây giờ đã đần còn điên. Thế có khi lại hay ấy. Sao? Nó sẽ giúp tôi mở mang được tầm mắt mình. Nếu mà có một soái ca ngôn tình như anh Quân ấy, nói thật nhá, tôi chạy mất dép luôn. Ôi, té gấp, té gấp. Anh như con cá, em như cảnh nho xanh. Khi em còn trẻ còn đẹp, em lại không dành cho anh. Ê, hình như trong nhà có mùi cơm khê nhỉ? Quái nhỉ? Thời nào rồi mà còn nấu được cơm khê? Hay là do mình lại vừa đẹp trai, sao lại còn ngôn tình nữa? Trời ơi! Phải kiếm người yêu thôi. Trời ơi! Mấy đứa ơi, ra đây mà xem này. Thôi, anh nói chuyện khê lắm, tụi em không ra đâu. Khê cái con khỉ ấy. Ra đây, chuyện khác. Cơm ngon rồi nhỉ? Phủ ơi, chồng quên ngày kỷ niệm, vợ đánh què chân vào viện. Ôi, kinh thế. Sao dạo này giới trẻ yêu đương bạo lực thế nhỉ? Này, em nói thật nhá, ngôn tình nó chỉ là tượng trưng thôi. Anh cứ làm theo cách riêng của anh ấy. Đúng. Còn nhá, ngày nào anh còn buông mấy cái lời ngôn tình dùng mình ấy ra ấy, vả mặt anh đấy. Mời quý khán giả đón xem vào lúc 21:30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3.